Xin được hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình này, xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 4 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng từ hung tinh thái tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Họ vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón xa đi. Ngoài ra thì quý vị cũng rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng chúng tôi cho rằng cũng đừng vì như thế mà quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống cũng chỉ là giúp chúng ta có thể hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi. Và sau những biến cố xui xẻo thì chúng tôi tin rằng bao giờ cũng là một con đường để sáng lạn, tương lai rực rỡ đang ở phía trước chờ đợi quý vị. Và nếu như nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 4 âm lịch này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top 12 con giáp giàu có. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm nhâm dần 2022, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi, rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn và phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ tháng 4 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và phát triển cả về tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể sẽ cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Tỵ có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong thời gian trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, tích cực khi mà đối diện với khó khăn. Vậy nên cho dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết thì bạn cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên giống như trước đó nữa. Nếu cố gắng hết sức, bạn có thể tạo nên nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, trong tháng 4 năm 2022 âm lịch, tài lộc của những người này không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá là hứa hẹn trong tương lai. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải giải quyết chi tiêu, tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do có nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Bạn có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh. Vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng nhiều hơn và dễ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên thăm khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ để đảm bảo sức khỏe ổn định. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình, tình duyên có phần hanh thông hơn. Nam mệnh còn rụt rè nhút nhát nên khá bị động. Cần phải thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mà mình yêu thương. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành. Hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về vật luận giải lá số tử vi cho quý vị tuổi 1989 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để thay đổi vận số của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!